đã nhập bậc tránh tánh ly xanh của bồ tát rồi lại dùng trí nhất thiết tướng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục nhập bậc như lai như vậy mới thành tựu trí nhất thiết trí này thiện hiện đại bồ tát ấy đã học đệ bát hoặc trí hoặc đoạn đều là nhẫn của đại bồ tát đại bồ tát ấy đã học dự lưu hoặc trí hoặc đoạn và nhất lai bất hoàn a la hán độc giác hoặc trí hoặc đoạn cũng là nhẫn của đại bồ tát này thiện hiện đại bồ tát ấy học hết các đạo của thanh văn và độc giác đã được viên mãn rồi dùng trí đạo tướng hướng nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát đã nhập bậc tránh tánh ly xanh của bồ tát rồi lại dùng trí nhất thiết tướng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục nhập bậc như lai mới được thành tựu trí nhất thiết trí này thiện hiện như vậy đại bồ tát đối với tất cả đạo đều tu học hết được viên mãn rồi mới chứng quả vị giác ngộ cao tột đã chứng quả vị giác ngộ cao tột rồi đem quả chứng ấy làm lợi ích cho tất cả hữu tình lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn như phật đã nói tất cả tướng đạo hoặc đạo thanh văn hoặc đạo độc giác hoặc đạo chư phật thì đối với đạo phật các đại Bồ Tát làm thế nào mà khởi đạo trí đạo tướng? Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát nên khởi tất cả trí đạo tướng thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, làm thế nào đại Bồ Tát khởi tất cả trí đạo tướng thanh tịnh? này thiện hiện nếu các hành trạng tướng có thể phát khởi rõ trí đạo tướng thanh tịnh thì đại bồ tát ấy đối với hết thảy hành trạng tướng như thế đều hiện đẳng giác hiện đẳng giác rồi như thật vì người tuyên thuyết khai thị phô diễn sắp xếp khiến các hữu tình được sự hiểu biết không đảo lộn như thế mà hướng đến sự lợi ích an lạc này thiện hiện đại bồ tát ấy đối với tất cả âm thanh ngôn ngữ đều được thiện xảo dùng âm thanh ngôn ngữ thiện xảo này vì các loài hữu tình trong khắp thế giới tam thiên đại thiên tuyên thuyết chánh pháp khiến cho biết những điều đã nghe đều như tiếng vang trong hang núi tuy có hiểu biết nhưng không chấp trước này thiện hiện đại bồ tát ấy do nhân duyên này nên học viên mãn các trí đạo tướng đã học viên mãn trí đạo tướng rồi nên như thật biết tất cả các thứ sai khác về tùy miên ý thích của tất cả hữu tình nên như thật biết địa ngục hữu tình có đạo địa ngục nhân quả địa ngục biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy nên như thật biết bàng xanh hữu tình có đạo bàng xanh nhân quả bàng xanh biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy nên như thật biết quỷ giới hữu tình có đạo quỷ giới nhân quả quỷ giới biết rồi dùng phương tiện ngăn chặn đạo ấy và nhân quả ấy